là chú ạ. Chú ơi, cháu... Vào đây. Rồi, ngồi đây. Đây, ăn đi. Chú ơi, cháu chỉ ăn canh, để ăn với bánh mì thôi ạ. Ăn đi, không đói đấy. Bảy đạt. Cháu cảm ơn chú. Ừ. Ăn từ từ thôi, không có là nghẹn đấy. Cháu phải ăn nhanh để tăng cân, nếu không thì không kịp. Ơ này, ăn xong không trả tiền à? Này cháu, cháu vẫn chưa trả tiền cơm đâu đấy. Trả rồi, trả rồi. Thằng này nó trả tiền rồi anh ạ. Thằng này ăn không có gì, đi đi. Đấy, trả tiền, đi đi. Giỏi, cậu giỏi lắm. Cậu dám lạm dụng quyền hạn của mình à? Hả? Dạ. Ai cho phép cậu cho nó ăn miễn phí? Dạ, em xin lỗi anh. Em cho cháu nó ăn miễn phí cũng là có lý do anh ạ. Thằng này hoàn cảnh rất đặc biệt. Bố mẹ thì ly dị sớm, và mẹ nó bị bệnh nặng. Ở trong viện là nằm cạnh giường bố em nên là em biết. Thấy bảo là phải truyền máu, mà là nhóm máu rất đặc biệt, rất hiếm. Cho nên là nó cố ăn, ăn thật nhiều để tăng cân nhanh, đủ sức khỏe, còn hiến máu cho mẹ anh ạ. Thôi thì cái tiền cơm của cháu, anh cứ tính vào lương của em trả giúp cháu. Thôi, không cần đâu. Mà lần sau có chuyện gì thì cứ nói với anh một tiếng, đừng có làm giấu giếm như thế. Em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh. Chú ơi, chú ơi, cháu xin giấy tờ ạ. Giấy tờ á? Vâng ạ. Ừ. Tao đây. Cháu cảm ơn chú ạ. Chú ơi, cứ cho cháu thêm một suất cơm nữa đi chú. Bác sĩ bảo cháu không đủ máu để truyền cho mẹ. Mẹ cháu nằm bệnh viện. Cháu, chú cho cháu thêm một suất cơm nữa đi chú. Chú bảo này, chú cho cháu ăn được, không vấn đề gì. Nhưng mà đấy không phải là cách để giúp mẹ cháu đâu cháu ạ. Chú ơi, cháu chỉ làm cách đấy chú. Chú cho con ăn cơm đi chú. Chú ơi chú, cho cháu nộp tiền đi chú. Chú cứ cho cháu ăn cơm đi. Khi nào cháu có tiền cháu giả cho chú. Con muốn chuyển máu cho mẹ con đúng không? Vâng ạ. Vậy thì vào viện thôi. Chú cùng nhóm máu với mẹ cháu. Sao đâu mà chú. Này, đi thôi. Mẹ ơi, mẹ được cứu rồi. Mẹ ơi, mẹ được cứu rồi. Mẹ được cứu rồi. Mẹ ơi, mẹ được cứu rồi. Ông cho tôi ra cái bến xe buýt gần gần đây này. Ôi, cười nhỉ, tiện đường trên đường đi làm thì tôi chở ông như tận cơ quan ông là được thì. Ôi sợ phiền ông. Hàng xóm với nhau ông cứ khách sao? Đi. Nhưng sao mà phiền lắm. Phiền gì đâu mà phiền. Ôi. Ôi. Có sao không? Ai qua? Sao lại đi? Cố cái nào vẫn có thùng rác đây. Lại có cả hòn đá. Ông ơi. Sao rất lạ nhá. Hôm qua tôi đi làm về muộn có thấy hòn đá với cả cái thùng rác ở vị trí này đâu. Thế làm nào chẳng ngã. Lạ, rất lạ. Stop. Ông phải giữ nguyên hiện trường. Đi lấy cho tôi một cái kính lúp, một cái quyển sổ và một cái bút. Sao tự nhiên nghe rõ không? Nghe điên rồi. Hai cậu làm cái gì đấy? Ôi bác làm mà em giật bắn cả mình. Báo cáo với bác tổ trưởng tổ dân phố là em vừa phát hiện ra một điều rất là bất bình thường, đó là phiến đá này. Tôi chả thấy có cái gì kỳ lạ cả. Em cũng thế, chả thấy có gì kỳ lạ cả. Bác không thấy gì lạ? Không. Ôi, thế thì bác tầm thường rồi. Bất bình thường thứ nhất là tại sao nó không nằm bên trái, tại sao nó không nằm bên phải mà nó nằm chính giữa ở đây? À, ông giải thích đi.
Bác có công nhận với em đây là cái cửa ngõ vào khu mình không? Đúng. Nó gọi là ngõ môn đúng không? À, mà những cái điều gì bất bình thường ở cổng làng có nghĩa là mệnh rồi. Chắc chắn phiến đá này là có mệnh rồi. Ông nói nghe khiếp quá đấy. Tôi chỉ thấy nó đúng là hòn đá. Cái đá này quê nhà tôi đây. Này. Đây chính là điều kỳ lạ thứ ba đấy. Không trời. Bác cũng cùng quan điểm với ông này. Thế thì tại sao người khác không phát hiện ra? Đúng rồi. Mà lại là ba chúng ta phát hiện ra. Ờ thì là do mình đi làm sớm thì mình gặp nó sớm thì thôi. Cũng lạ nhỉ. Thế thì khối người ta đi chợ sớm hơn mình, tại sao người ta không phát hiện ra? Thì tại vì người ta không đâm vào nó là không ngã. Này, đấy là ý trời đấy. Ý trời đấy. Ừ. Bác ơi, bác có nhìn thấy cái vân, cái viên phiến đá này nó rất lạ không? Này. Đường nét rất là kỳ quặc, rất đẹp mà cũng rất là trừu tượng. Đây có thể là ngôn ngữ của người cổ xưa đấy. cái này là vết dạn của đá. Này, đầu óc cậu là không có hiểu biết gì về xã hội cả. Cái viên đá kỳ lạ này, rất có thể nó là di sản văn hóa phi vật thể. Bây giờ thế này nhá. Đặt cái đá xuống. Đặt xuống. Để nguyên vị trí cũ. Hai cậu có trách nhiệm trông viên đá này. Ô, bác ơi. Đứng nguyên chỗ này để tôi lên phường, tôi báo cáo phường về cái hiện tượng kỳ lạ này. Để nguyên hiện trường nhá. Vâng, bác cứ đi nhá. Đây. Ông làm gì đấy? Ui. Sao tôi lạy ông đây? Sao ông lại phỉ báng thần thánh thế hả ông? Ông định kê đít lên ông ngồi thế hả? Ông ngồi đây cho tôi nhờ. Dạ. Con người trần mắt thịt, mong thay thần thánh tha lỗi. Ôi trời ơi, đây rồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Không được sờ vào hiện vật. Tại sao? Bà biết đây là cái gì không? Là cái gì? Đây là cái gì nhỉ? Là văn hóa phi vật thể của khu phố ta. Ôi trời ơi, đã bảo là văn hóa thì tôi không biết. Tôi chỉ biết đây là viên đá để muối dưa. Sao hiểu chưa? Sao muối dưa bà lình vớ vẩn. Sáng hôm nay nhá, tôi chở cái viên đá này về cho bà hàng xóm nhà tôi bán muối dưa, bà bán nhá. Trên xe chở nhiều đồ lình kình quá, thế là nó rơi xuống thế này. Đúng thế à? Chứ gì nữa. Ê, thật thế à? Nó là muối dưa. Muối dưa. Ôi, thế là đi tông cái văn hóa phi vật thể của phố mình rồi. Biết anh nói với bác tổ trưởng như thế nào? Nói thế nào? Trời ơi, nói là viên đá muối dưa. Bố qua đây. Bố ngồi từ từ thôi, không đau đấy ạ. Bố tự ngồi được. Dạ. Cái làm cho bố yếu lắm ấy. Con lo là cái vết mổ của bố nó chưa lành. Con sợ bố đau ấy ạ. Hề hấn gì. Nó cứ như là vết mổ ngoài da thôi mà. Có cái gì đâu. Đấy, trước khi mổ nghĩ mình đã chết rồi. Nhưng mà sao cái ca mổ lại thành công được nhỉ? À vâng, bởi vì là bác sĩ bảo rằng là cái ca mổ của bố ấy, cái ca bệnh này cực kỳ may mắn. Thế là mổ phát thành công luôn. Gọi vui lắm ạ. Bố, con chúc mừng bố đã khỏi bệnh. Bố uống cốc sữa cho lại sức ạ. Bố uống sữa đi ạ. Rồi, để bố xin. Sau khi nghe bác sĩ nói là ca mổ rất thành công. Dạ. Thế là bố cũng như là chút được gánh nặng ở trong lòng ấy. Thế bây giờ bố cảm giác như là mình vừa từ cõi chết trở về. Thế thì mừng quá rồi. Anh, ra đây vào. Anh nhìn bố kìa, tràn đầy sức sống. Chẳng bù cho trước đây anh nhở. Bố và anh về rồi ạ. Bố ơi, con mời bố uống nước ạ. Mình sắp chết, cần gì nữa. Anh, có việc gì thế? Bố bị ung thư. Bố cứ khóa trái cửa trong phòng, chẳng ăn uống gì cả. Nghĩ lại lúc trước bố bị bệnh, em sợ quá. Đúng là quãng thời gian đen tối của cả nhà mình. Thực ra anh nói dối bố đấy. Cái gì? Ca phẫu thuật của bố ấy không thành công đâu. Sao cơ? Bác sĩ vẫn mổ, nhưng họ phát hiện chỗ bị viêm không cắt bỏ được nữa, thế nên là họ khâu lại. Khi họ nói với anh mới quyết định rằng là không nói với bố. Anh muốn quãng thời gian còn lại bố sẽ sống một cuộc sống an nhiên. Thế bác sĩ bảo bố còn bao nhiêu thời gian nữa anh?
chắc là khoảng hơn một năm nữa thôi. Sao cơ? Ủa? Này! Hai đứa làm gì mà đứng đây thế? Bố! À bố! Dạ! Bọn con vừa mới chuẩn bị bữa sáng xong. À vâng ạ. Đang định mời bố vào nhưng thấy bố đang mải vui nên là... Bố cứ nghĩ mãi rồi. Cái ngày trẻ ấy thì mình bận rộn rồi phải lo miếng cơm manh áo. Cho nên thời gian nó cứ tuần tuột nó trôi đi. Bây giờ gần đất xa trời, mình mới sống chậm lại một tí, tận hưởng một tí cuộc sống, một tí thiên nhiên, mới thấy cuộc đời này sao nó lại tươi đẹp mà đáng sống đến thế. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi vào ăn luôn. Vâng. Con mời bố ạ. Bố nói với anh rồi. Dạ. Nhá. Sức khỏe của bố thế nào là bố tự bố biết. Đây, đùng đùng lôi bố đi khám. Mất bao nhiêu thời gian của các bệnh nhân khác. Bố với anh về rồi à? Chỉ là khám định kỳ thôi mà bố. Con này, kết quả dành trọn rồi nhá. Từ nay yên tâm nhé. Dạ. Ôi chết. Mấy con cá từ sáng đến giờ không ai cho ăn. Bố tôi cho nó ăn. Này, thế nào rồi? Đúng là kỳ tích em ạ. Tất cả các tế bào ung thư đều không bị lan ra nữa. Thế ạ? Anh vui quá. Vậy thì mình yên tâm rồi. Đúng là kỳ tích rồi.